Các nghiên cứu mới đây cho thấy nhân cách của một người có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của họ hơn là chỉ số IQ. Trí thông minh bẩm sinh của một đứa trẻ sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc xác định những thành công của nó trong tương lai? Theo nhà kinh tế James Hartman, câu trả lời có thể khiến một số người thất vọng. Ông có sự thích hỏi những người có học vấn cao, đặc biệt là các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách, rằng chỉ số thông minh IQ có liên quan đến sự chênh lệch về thu nhập của mỗi người như thế nào. Ông nói phần lớn các phỏng đoán đều trong khoảng từ 25-50%, tức là chỉ số IQ của bạn đã khiến bạn đi được nửa đường để đến sự giàu sang. Tuy nhiên, những dữ liệu thu được lại cho thấy ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều, chỉ từ 1-2%. Vậy nếu IQ chỉ là một yếu tố nhỏ để dẫn đến sự thành công, vậy từ đâu mới là sự khác biệt giữa những người có thu nhập cao và những người không cao bằng? Hay nói cách khác, tại sao bạn thông minh nhưng vẫn nghèo? Theo Bloomberg, khoa học chưa có lời giải đáp xác đáng. Mặc dù may mắn cũng đóng một vai trò không nhỏ, nhưng theo một bài báo mà Hartman là đồng tác giả đã được đăng trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ vào tháng trước, nhân cách chính là yếu tố quan trọng nhất. Ông thấy rằng những người thành công đều có sự tận tâm, một đặc điểm tính cách được cấu thành từ sự siêng năng, kiên trì và kỷ luật. Để đi đến kết luận đó, ông và các đồng nghiệp của mình đã nghiên cứu dựa trên 4 yếu tố: chỉ số IQ, kết quả của các bài kiểm tra tiêu chuẩn riêng, điểm số học tập và đánh giá nhân phẩm của hàng ngàn người thuộc các nước Anh, Mỹ và Hà Lan. Những yếu tố ấy đã được theo dõi từ hàng thập kỷ, thu thập những thông tin không chỉ về thu nhập cá nhân mà còn về hồ sơ tiền án, tiền sự, chỉ số PMI, Border Mass Index và những bản tự báo cáo về sự hài lòng của cuộc sống hiện tại. Nghiên cứu cho thấy rằng điểm số và kết quả của các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn riêng là yếu tố để dự đoán thành công của mỗi người tốt hơn so với điểm IQ đơn thuần. Điều đó có thể làm bạn cảm thấy hoang mang, chẳng phải chúng đều giống nhau hay sao? Không hoàn toàn như vậy, điểm số không chỉ phản ánh trí thông minh mà còn thể hiện những phẩm chất mà Hartman gọi là kỹ năng nhận thức, bao gồm tính kiên trì, thói quen học tập tốt và khả năng làm việc nhóm, hay nói cách khác và sự tận tâm trong công việc. Ông Hartman, người đã từng chia sẻ giải Nobel Kinh tế năm 2000 cùng với Daniel Kahneman với những đóng góp trong kinh tế lượng và kinh tế học vĩ mô. Ông cũng được coi là một trong 10 nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất thế giới, là nhà sáng lập trung tâm kinh tế phát triển con người của Đại học Chicago. Ông tin rằng thành công của mỗi người không chỉ dựa vào những tài năng bẩm sinh mà còn cả những kỹ năng học được trong cuộc sống. Nghiên cứu của ông cho thấy khi trẻ còn nhỏ là lúc dễ uốn nắn nhất và những phát triển về kỹ năng, về tâm hồn sẽ dễ dàng hơn và hiệu quả hơn so với tập trung phát triển IQ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên IQ cũng có một vai trò riêng. Một người có chỉ số IQ 70 chưa chắc đã làm được những điều mà người có chỉ số IQ 190 cho là dễ dàng. Nhưng ông Hartman cho rằng nhiều người thất bại trong việc có được một chỗ đứng trong thị trường lao động bởi vì họ thiếu các kỹ năng mà không dựa trên các bài kiểm tra trí thông minh. Họ không hiểu cách cư xử sao cho đúng mực khi mình vấn, họ có thể đính một hoặc mang trang phục không phù hợp, hoặc khi làm việc họ thể hiện rằng mình sẽ chỉ làm công việc tối thiểu nếu có thể. Ngay cả trong các bài kiểm tra IQ được thiết kế để đánh giá khả năng giải quyết vấn đề dường như do nhiều thứ hơn chỉ là mỗi trí thông minh. Trong một nghiên cứu năm 2011, Angela Rickwell, nhà tâm lý học của Đại học Nicivia, cho thấy rằng chỉ số IQ cũng phản ánh mục tiêu và nỗ lực của người kiểm tra. Những đứa trẻ cẩn thận, chăm chỉ sẽ cố gắng để giải quyết những câu hỏi hóc búa hơn là những đứa trẻ có trí thông minh tương đồng nhưng lười biếng hơn. Phát triển nhân cách của trẻ trong môi trường học đường chắc chắn không phải là điều dễ dàng, có những khía cạnh mà nhiều hơn chưa chắc đã tốt hơn. Có thể việc trẻ càng có chỉ số IQ và tính tự tâm cao thì càng tốt, nhưng với các tính trạng khác, các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ nên ở mức vừa đủ. Ví dụ, bạn sẽ không muốn trẻ sống nội tâm đến nỗi không biết cách giao tiếp hay quá hướng ngoại và năng động nên không biết lúc nào phải trực tự lắng nghe. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Natural Human Behavior trong tháng này đã tập trung vào sự đối lập của thành công và thất bại. Sau khi theo dõi 1.000 người New Zealand trong hơn 30 năm, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng các bài kiểm tra về ngôn ngữ, hành vi và khả năng nhận thức được thực hiện khi trẻ mới 3 tuổi có thể dự đoán được người nào sẽ có cuộc sống khó khăn, trở thành tội phạm hay mắc các bệnh kinh niên. Tác giả chính của bài báo đó, Terry Murphy, nhà tâm lý học của Đại học Kew, nói rằng bà hy vọng kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy lòng từ bi và đồng cảm chứ không phải kỳ thị. Kết quả của bà cũng cho rằng việc giúp người khác nâng cao những kỹ năng nhất định sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.